Xin chào tất cả các bạn, lâu rồi tôi mới làm một cái video để hướng dẫn các bạn chơi một ca khúc piano, đệm một ca khúc piano thành ca. Và ca khúc tôi đem đến lần này là ca khúc Khúc Ân Tình của tác giả Phùng Minh Mẫn. Chúng ta nhìn lên bản nhạc, đầu tiên chúng ta xác định bài hát viết ở son thứ, có hai dấu hóa là si giáng và mi giáng. Rồi âm giai của cái giọng này chúng ta sẽ đến với câu hát đầu tiên. Hồn con luôn mãi là chúng ta vào son thứ, son si giáng rê, hướng về Chúa giữ nguyên như rê pha la, chim mọi cánh giữ nguyên đang say sưa, mi giáng trưởng mơ về pha trưởng tô ấm yên lành son thứ. Và có một hòa thanh để lấy đà rê trưởng bảy rê pha la đô. Đó, dù con hoen nua quay lại như vậy trong buồn nhớ vẫn đó, rê thứ luôn trông cậy Chúa muốn trợ lực mi giáng trưởng bền vững pha trưởng ngàn thu. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái hòa thanh, một cái cụm hòa thanh son thứ pha trưởng trên la và si giáng trưởng. Đây là cái hòa thanh để chúng ta đi kèm dẫn lên điệp khúc. Bởi vì Chúa, bởi vì Chúa. Tay trái của chúng ta sẽ đi liên bậc lên son la si, và tay phải si rê son đô pha la rê pha si giáng. Đây là một cái cụm âm thanh các bạn nên tập vì nó được sử dụng khá nhiều trong việc đệm ca khúc thánh ca. Bởi vì Chúa đấng tin chung về pha trường yêu thương son thứ con đến cùng rê thứ, ngay khi mi giáng trường con vương đầy pha trường những lỗi lầm son thứ và lại là rê trường bảy tình thương Chúa cao hơn áng mây trời pha trường đã rê trường bảy qua bao đời son thứ mi giáng trưởng yêu thương không phút giây rê thứ nghỉ ngơi. Đó chính là tất cả những cái hòa thanh có ở trong bài hát này. Và chúng ta đến với phần đầu tiên là tạo một cái mô típ cho cái bài hát này, thì tôi sẽ dùng cách đan nốt hoặc rải nốt, nó khá giống với những cách chơi của guitar. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn trong son thứ, tay trái chúng ta giữ nguyên âm vực chủ của bài son son, tay phải chúng ta có thể chọn là rê son đan với si này. Các bạn đưa tay sâu vào nhé, nếu mà đánh ngoài này thì ngón tay chúng ta đưa lên nó sẽ không chạm được nốt đen và dễ rơi vào tình trạng là trượt nốt. Và khi trượt nốt rồi thì chúng ta sẽ có cảm giác sẽ bất an và sẽ ảnh hưởng tinh thần đệm của chúng ta. Hồn con luôn mãi hướng về Chúa giữ nguyên như chim mồi cánh sáng rê thứ, thì chúng ta chọn rê pha đan với la. Đây từ son thứ này chuyển xuống rê pha là rê thứ tiếp đang mi giáng trưởng, chọn mi giáng đan với si giáng. Các bạn thấy rằng là cái tay của tôi nó sẽ chỉ có loanh quanh ở khu vực này thôi, pha trưởng và son thứ, để chúng ta để chuyển đảo lên trên và chuyển sang cái điệp khúc, cái tiểu khúc hai. Chúng ta chuyển cao lên tay lên vẫn đấy rê thứ hoặc là pha la đan với rê. Tôi muốn nói là
khi các bạn sử dụng những cái hòa thanh như tôi nên biết đây thì các bạn hoàn toàn có thể đảo trên, đảo dưới, rồi đảo cao hơn, tùy theo nhá. Chúng ta không có cái sự bắt chước nó sao chép nào, nó cần phải giống y mà nó chỉ cần đúng với hòa thanh thôi. Dù con hoen úa trong buồn nhớ, vẫn luôn trông cậy Chúa, muốn trở lực bền vững ngàn thu. Bởi vì Chúa, chỗ này chúng ta sẽ lên bằng cái điệp khúc ngàn thu. Bởi vì Chúa, hoặc là bởi vì Chúa, hoặc là bởi vì Chúa đấng tin trung. Lên trên điệp khúc thì chúng ta cũng chơi tan nốt như thế này thôi, để cho cái việc điểm hát nó mềm mại và nó đơn giản nhất để chúng ta kết hợp cùng với hát. Yêu thương con đến cùng, ngay khi con vương đầy những lỗi lầm, tình yêu Chúa cao hơn áng mây trời, đã qua bao đời. Yêu thương không phút giây nghỉ phần đệm cho cái lượt 1. Sau khi quay lại với cái lời 2, tôi không nên biết ở đây, nhưng mà các bạn cũng làm tương tự như thôi. Tuy nhiên, để chúng ta có thể lựa chọn một cách chơi khác, cũng dựa trên những cái hòa thanh, nốt trong hòa thanh, ví dụ son thứ. Hồn con luôn mãi hướng về Chúa. Đây là cách chơi khá giống với một cái lối chơi của guitar, tỉa nốt. Như chim mồi cánh say sưa mơ về tổ ấm yên lành. Thì chúng ta chọn 3 nốt trong cái việc là trong cái bàn tay chúng ta này, sẽ có nốt thấp nhất này, nốt giữa có thể dùng ngón 2, ngón 3, và nốt cao nhất là ngón út. Ở đây chúng ta sẽ dùng cao này, thấp, giữa theo thứ tự cao, thấp, giữa. Bấm 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 cho son thứ. Quay lại nốt si dáng cho đủ cái phách này. Pam 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 pam. Các bạn làm rõ cái nốt đầu tiên của phách ra nhé. Không thì chúng ta sẽ bị đều đều này. Pam 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 pam. Nó mất đi cái tính âm nhạc, tính cảm xúc trong việc chúng ta chơi và chúng ta nghe, nó sẽ bị nhanh chán. Nó sẽ ấn vào phách mạnh này. Hồn con luôn mãi hướng về Chúa. Các nốt còn lại nhỏ thôi. Như chim mồi cánh đang say sưa mơ về tổ ấm yên lành. Dù con hoen úa trong buồn nhớ, vẫn luôn trông cậy Chúa, muốn chờ lưng bên vững ngàn thu. Bởi vì Chúa đấng tin trung. Sáng điệp khúc của chúng ta lại đan nốt lại như bình thường. Yêu thương con đến cùng, ngay khi con vương đầy những lỗi lầm, tình thương Chúa cao hơn áng mây trời, đã qua bao đời. Yêu thương không phút giây nghỉ ngơi. Chúng ta kết thúc cái phần đệm. Sau đó là chúng ta sẽ đến với phần tạo ra một cái câu dạo. Thì ở đây sẽ có hai cách gợi mở. Một là chúng ta dùng chính cái hòa thanh và cái tuyến giai điệu của đoạn đầu. Hai, chúng ta sẽ dùng cái hòa thanh và tuyến giai điệu của đoạn điệp khúc. Tôi sẽ mô phỏng cái đoạn đầu này.
chúng ta vào bài thôi, không cần quá dài. 4 hòa thanh, 5 hòa thanh. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Đấy, chỗ này thì nó cần cái sự khéo léo ở cái tay phải. Ta 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 ta. Chỗ này trùng ba. Ta ta. Ta 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 ta. Ta ti ta. Đấy, đánh nhầm nốt một chút nữa là để là tập trung cho các bạn là ở cái chỗ chúng ta hoa mỹ một số nốt đi, để cho cái việc đệm nó sẽ không bị đánh giống hết cái giai điệu của phần bài. Rồi, còn với cái điệp khúc thì chúng ta có thể là trong việc chơi câu dạ thì nó rất cần cái tay phải và những kỹ thuật để dùng cho cái việc hoa mỹ và tạo ra những cái nét trang trí, những cái nốt trang trí cho giai điệu đó. Ví dụ chúng ta này bam 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 bam, khi nghe nhanh như thế nó rất là hay, nhưng để tập như thế chúng ta sẽ bị dễ bị rơi tình trạng, nhất là các bạn mới tập thì gãy ngón hoặc là bị díu, bị dính ngón tay, nó chưa được học một cách chậm rãi thì chúng ta làm chậm lại. Pam 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 pam. Và khi ngón tay đã được học một lúc ở dạng chậm, chúng ta tăng tốc độ lên. 3 4 3 2, 3 4 3 2, 3 4 3 2, và di chuyển xuống. Đấy. Chúng ta đi hết những cái vòng này để làm sao qua mỗi một việc tập một ca khúc nào đó thì chúng ta học thêm một kỹ thuật mới và chúng ta để áp dụng vào những ca khúc khác nữa. Trên đây là những cái hướng dẫn cơ bản của tôi để các bạn có thể đệm ca khúc này và hát ca khúc này một cách cơ bản nhất. Hy vọng rằng video này sẽ giúp được cho các bạn. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.